Trước hết, chúng ta cần tĩnh tâm trong 1 phút để cầu nguyện Thượng Đế và Hải Hội Chư Phật hộ trì giúp đỡ cho nhân loại sớm vượt qua đại dịch COVID và cũng sớm qua chấm dứt cuộc chiến tranh ở tại Đông Âu. Mời quý vị nghe tôi đọc qua về cái bản tóm lược về cái vấn đề của cái cuốn Hành Trình Về Phương Nam. Hành Trình Về Phương Nam của Thiện Tài Đồng Tử là một sự tóm lược trong cái quyển Kinh Hoa Nghiêm phẩm thứ 39, phẩm Nhập Pháp Giới, là một cái phẩm kinh quan trọng. Bởi vì nhờ cái phẩm kinh phẩm Nhập Pháp Giới này mà chúng ta mới có thể biết được về hành trình của Di Lặc Tôn Phật. Quý vị thân mến của tôi, nhìn về quá khứ, tôi thấy chưa có một vị Phật nào được tiên tri về sự ra đời hoằng pháp quá nhiều như Di Lặc Tôn Phật. Đó là điều nên vui mừng cho Di Lặc Phật, hay là báo tin một sự nghịch duyên cho Ngài, chuẩn bị cho các hàng đệ tử của Ngài có đủ đầy niềm tin khi nhìn thấy Ngài với nhiều hoàn cảnh khó khăn xảy ra. Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh Đại Thừa quý báu mà Phật Thích Ca đã tuyên thuyết để độ chúng sinh Đại Bồ Tát vô hình khi Ngài còn ngồi nhập định sau khi thành đạo tại cõi Bồ Đề. Nơi bộ Kinh Hoa Nghiêm phẩm 39 Nhập Pháp Giới để nói lên Thiện Tài Đồng Tử, tức là Di Lặc Đại Bồ Tát, đi du hành nơi phương Nam, tức Việt Nam, để tầm đạo. Ngài Thiện Tài Đồng Tử, tức Di Lặc, đã ngộ được 53 vị thiện tri thức và học hỏi với 53 vị thiện tri thức này. Trong đó có một số vị thiện tri thức là những hoàn cảnh thực tại để chúng sinh nhận ra được lý lịch của Di Lặc Tôn Phật. Chẳng hạn, Đức Di Lặc đã đến quốc độ Tam Nhãn và Danh Văn, tức là Cao Đài Giáo, để tu học. Đến với Bà Tu Mật Đa Nữ là một nữ đại sư để cầu pháp tu. Gặp gỡ cư sĩ Minh Trí là huynh đệ cũng tu hành. Đến gặp đồng tử Nguyệt Minh nơi một thánh sở Cao Đài Giáo để nhận nhiệm vụ đồng tử. Chấm 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 chấm. Đây là sự sắp xếp của Phật Thích Ca vào thời điểm cách đây khoảng 2.550 năm. Nơi Kinh Hoa Nghiêm, và bộ Kinh Hoa Nghiêm ấy do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch từ tiếng Hoa sang tiếng Việt, hiện nay phổ biến khắp nơi trong Phật giáo. Khi tôi trình bày điều này, tôi cảm thấy sự màu nhiệm ẩn tàng trong kinh điển Phật giáo không thể nghĩ bàn, và các vị Pháp sư nào có ý muốn mạo xưng danh Di Lặc Tôn Phật cũng khó thể theo phàm ý mong muốn. Quý vị thân mến, vào thời Phật Thích Ca, có Đề Bà Đạt Đa với tham vọng ngồi vào chiếc ghế của Phật để lãnh đạo giáo đoàn lúc đó. Ngày nay cũng vậy, khi Phật Di Lặc ra đời, cũng có trường hợp xảy ra đáng tiếc là sẽ có một vị tự ý muốn làm gì thì làm, không tuân thủ lời dạy của Phật Di Lặc, thậm chí còn dẫn dắt chúng sinh đi vào con đường mê tín dị đoan. Đó là điều rất đáng tiếc. Thế nên Phật Di Lặc, Ngài cũng sẽ hết sức ngăn chặn khi điều đáng tiếc chưa kịp manh nha. Cuối cùng, tôi chúc tất cả quý vị thân tâm được an lạc. Đại Minh Sư Huệ Bổ. Tất cả quý vị thân mến, qua cái bản văn mà tôi vừa đọc cho quý vị, thì cái quyển Hành Trình Về Phương Nam của Thiện Tài Đồng Tử, ở đây của tôi cũng nhấn mạnh
để cho quý vị nắm cho vững. Thiện tài đồng tử tức là hình ảnh, tức là cái hình ảnh của Di Lặc Đại Bồ Tát đi tầm đạo ở phương Nam, tức là Việt Nam. Thì quý vị cũng biết, nếu mà không có cái quyển Hành Trình Về Phương Nam của Thiện Tài Đồng Tử này, nếu mà Phật Thích Ca không có sắp xếp một cách màu nhiệm cái phẩm Nhập Pháp Giới là phẩm thứ 39 của Kinh Hoa Nghiêm, thì người đời sau cũng sẽ không biết một cách tường tận là cái quá trình tu hành của Di Lặc Đại Bồ Tát tu hành như thế nào để mà chứng đắc đạo quả, trở thành một vị tôn Phật như vậy. Thì có lẽ là cái Phật ý màu nhiệm của Phật Thích Ca trong lúc đó 2550 năm về trước, thì Ngài cũng biết, với cái đại trí huệ Phật của Ngài, thì Ngài cũng biết khi mà Phật Di Lặc ra đời thì trong một cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, và cũng có rất là nhiều những vị Pháp Sư cũng muốn xưng danh mình là Phật Di Lặc, rồi truyền bá những cái giáo pháp có khi cũng không đúng với cái tinh thần của chư Phật, hoặc là muốn mạo danh Phật Di Lặc để mà nhằm cái mục đích nhu cầu về danh lợi như thế nào đó. Phật Thích Ca đọc được cái tâm của chúng sinh về sau, tức là 2550 năm sau khi Phật diệt độ, thì sẽ xảy ra có nhiều điều đáng tiếc như vậy. Cho nên Phật Thích Ca mới bố cục cái hành trình của Đại Bồ Tát Di Lặc qua hình ảnh của Thiện Tài Đồng Tử, hội ngộ với 53 vị thiện tri thức. Thì trong 53 vị thiện tri thức này, có những vị thiện tri thức là những cái bậc đại thánh Phật Bồ Tát, rồi cũng có những thiện tri thức mượn cái danh từ thiện tri thức này để nói đến một cái tôn giáo nào đó mà bước chân của Thiện Tài Đồng Tử, tức là Di Lặc Đại Bồ Tát đi đến nơi, thí dụ như nước Tam Nhãn hay nước Danh Văn là muốn nói Cao Đại Giáo, rồi ngay cả cái huynh đệ tình anh em kết nghĩa với Di Lặc Đại Bồ Tát hay là Thiện Tài Đồng Tử, trường hợp của cư sĩ Minh Trí cũng được Phật Thích Ca đề cập tới. Bởi vì cư sĩ Minh Trí là một người tu hành theo Phật giáo và kết tình huynh đệ với Di Lặc Đại Bồ Tát hay là Thiện Tài Đồng Tử đó, kết tình kết nghĩa suốt cả trên 40 năm. Cho nên đây cũng là một cái dấu ấn mà Phật Thích Ca cũng muốn nêu ra để cho mọi người nhận diện ra Phật Di Lặc. Rồi thậm chí khi mà Đại Bồ Tát Di Lặc khi đến Cao Đài Giáo, thì đến một thánh sở nọ thì gặp một vị đồng tử. Vị đồng tử này có cái pháp hiệu là Nguyệt Minh. Thì chính vị đồng tử Nguyệt Minh này đã đào tạo cho Đại Bồ Tát Di Lặc hay là Thiện Tài Đồng Tử trở thành một vị đồng tử trong Cao Đài Giáo đó. Và còn nhiều thiện tri thức khác nữa, trong đó đóa hoa hay là những tia nắng hay là những giọt sương hay là những hạt cát bụi đều là những thiện tri thức của Đại Bồ Tát Di Lặc. Bởi vì tất cả dạng pháp này đều là cái đối tượng để cho Di Lặc Đại Bồ Tát nghiên cứu, quán chiếu để thấy cho rõ được cái bản thể chân như của dạng pháp là bình đẳng không sai khác. Cho dù đó là pháp hữu hình hay là pháp vô hình, cho dù đó là thuộc về
những cái pháp thô sơ như xương cát hay là tia nắng, những hay là bông hoa hay là chiếc lá này nọ, tất cả đều có cái bản thể chân như bình đẳng với cả mười phương chư Phật hết. Thì hôm nay tôi cũng sẽ sơ lược qua cho quý vị về những cái vị thiện tri thức quan trọng mà Đại Bồ Tát Di Lặc gặp trên cái con đường, trên cái hành trình mà Đại Bồ Tát Di Lặc tầm tu học đạo. Tôi sẽ nói qua về hai vị thiện tri thức mà Kinh Hoa Nghiêm đã đề cập. Một ngày nọ thì Thiện Tài Đồng Tử đi đến nước Đệ Tam Nhãn. Và trong cái nước Đệ Tam Nhãn này thì có tỳ kheo Thiện Kiến coi cũng như là làm chủ của cái nước Tam Nhãn này. Khi nói đến nước Đệ Tam Nhãn thì chúng ta biết Đệ Tam Nhãn tức là con mắt thứ ba, mà mỗi người chúng ta ai ai cũng có cái con mắt thứ ba, gọi là con mắt trí huệ, Thiên Nhãn, Phật Nhãn, Huệ Nhãn, có rất là nhiều danh từ để gọi. Và cái nước Đệ Tam Nhãn này á, có vị tỳ kheo là Thiện Kiến làm chủ của cái nước Đệ Tam Nhãn này. Thiện Kiến là gì? Kiến là thấy, còn thiện, thiện có nghĩa là để nói lên cái thiện đối với cái ác. Thiện là để nói lên cái chân thiện, cái sự tốt đẹp hoàn hảo mà chúng ta phải hiểu biết. Cái thiện của Thiện Kiến ở đây không phải là cái thiện mang tính chất đối đãi là thiện ác, mà nó là cái thuần thiện, là cái thiện nó có tính cách tuyệt đối, vượt ra ngoài cái sự đối đãi thiện ác. Cái thiện này đó là cái thiện rốt ráo, cái thiện mang tính cách tuyệt đối. Cái thấy của con mắt thứ ba, cái thấy của con mắt thứ ba là cái thấy tuyệt đối, nó không hề bị vướng mắc giữa hai ranh giới thiện và ác. Nó không có cái sự mà phỉ báng cái ác hay là ngợi khen cái thiện, mà nó thấy, nó biết thiện, nó biết ác, nhưng mà không bao giờ bị vướng mắc vô trong cái thiện ác đó. Thì cái thiện rốt ráo như vậy là cái tính chất của cái Đệ Tam Nhãn đó. Khi nói đến Đệ Tam Nhãn, tôi cũng khẳng định cho quý vị biết, đó chính là cái quốc độ Cao Đài Giáo. Mà chúng ta cũng biết quốc độ Cao Đài Giáo á, hay là Cao Đài Giáo, tôn giáo Cao Đài đó, thì thờ con mắt trái, gọi con mắt trái đó là Thiên Nhãn. Và tôi cũng nói cho quý vị biết khi nãy đó, thì con mắt trái là con mắt dương. Nếu mà chúng ta cho rằng con mắt trái, con mắt dương này á là biểu tượng của Thượng Đế thì chúng ta sẽ bị kẹt ngay thôi. Bởi vì Thượng Đế tức là ngôi thái cực, tức là ngôi tuyệt đối, vượt ra ngoài cái âm dương. Mà nếu mà chúng ta quan niệm, chúng ta cho rằng thờ con mắt trái là để tượng trưng cho Thượng Đế thì cái đó là chúng ta vô cùng bị kẹt. Nếu những người Cao Đài Giáo mà ra cái một cuộc đại hội tôn giáo nào đó, mà nếu người ta vấn hỏi về tại sao mà các ông lại thờ Thượng Đế, lấy cái biểu tượng con mắt trái mà làm biểu tượng thờ Thượng Đế như vậy, là vướng kẹt vô cái âm dương đối đãi, vượt kẹt vô cái nhị nguyên như vậy thì không tốt. Nhưng mà tôi ở đây tôi khẳng định, khi mà các đấng thiêng liêng của Cao Đài Giáo ứng hiện qua cơ bút mà nói về con mắt trái như vậy là tượng trưng cho cái dương khí đó, thì các đấng thiêng liêng của Cao Đài Giáo
cũng muốn cho chúng ta biết rằng, muốn cho chúng ta phải hiểu rằng cái dương khí đó đó tượng trưng cho cái thiện, còn cái âm khí á, là mắt phải đó, là tượng trưng cho cái ác. Và cái thiện này á, cái thấy này á, cái thấy của con mắt trái này á, là cái thấy rốt ráo, cái thiện rốt ráo, chứ không phải là mang tính chất đối đãi. Cho nên cái trong kinh Hoa Nghiêm mà Phật Thích Ca có nói về cái nước Đệ Tam Nhãn thì chúng ta biết rồi, và nói về tỳ kheo thiện kiến là chủ của cái nước Tam Nhãn thì chúng ta biết rồi. Thiện kiến là cái thấy thiện rốt ráo, cái thấy rốt ráo. Còn Đệ Tam Nhãn là con mắt thứ ba, là cái thấy rốt ráo của con mắt thứ ba. Thì Cao Đà Giáo là như vậy đó. Cao Đà Giáo, cái biểu tượng thờ Cao Đà Giáo là con mắt trái thuộc dương, và cái dương này là cái dương rốt ráo, mang tính chất rốt ráo, nó mang tính chất là tuyệt đối đó. Cho nên chúng ta cũng phải hiểu biết rằng cái con mắt trái là thiên nhãn của Cao Đà Giáo, nó chính là cái Đệ Tam Nhãn, nó chính là cái Đệ Tam Nhãn, là con mắt thứ ba, là con mắt trí huệ, đó chính là cái ngôi thái cực, là tượng trưng cho Thượng Đế. Khi á, thiện tài đồng tử đến cái quốc độ này, là ý muốn nói á, là thiện tài đồng tử đi du hành để tầm đạo, và ông có ghé qua cái quốc độ Tam Nhãn, Đệ Tam Nhãn, tức là có ghé qua tôn giáo Cao Đài để mà học đạo, và cũng là một thành viên, cũng là một tín đồ của Cao Đài Giáo. Rồi không biết rằng á, có phải là một sự sắp xếp màu nhiệm, do Phật Thích Ca sắp xếp màu nhiệm khi mà Ngài tuyên thuyết về cái phẩm kinh này, và Phật Thích Ca Ngài đã hữu ý sắp xếp sau khi thiện tài đồng tử đến cái quốc độ Đệ Tam Nhãn này rồi, thì tỳ kheo thiện kiến có giới thiệu tiếp tục để đi đến cái quốc độ gọi là quốc độ Danh Văn. Danh á, danh là tên á, còn văn á, văn á là nghe đó. Thì thiện tài đồng tử cảm ơn tỳ kheo thiện kiến, rồi từ giả mà đi sang cái quốc độ kế tiếp, đó là cái quốc độ Danh Văn. Danh Văn á, theo cái ý nghĩa của cái danh từ Danh Văn, danh là tên, văn là nghe, nghĩa là cái quốc độ này á, cái quốc độ này chỉ nghe đến tên mà thôi, chứ còn không có thấy hình dạng. Và cái quốc độ này là do tự tại chủ đồng tử làm chủ của cái quốc độ này. Thì khi thiện tài đồng tử đi đến cái quốc độ Danh Văn đó, thì thiện tài đồng tử mới thấy tự tại chủ đồng tử cũng như cả 10.000 đồng tử ngồi dọc cát ở bên bờ sông. Chúng ta nghe ngộ quá hả? Chúng ta nghe rất là ngộ. Tự tại chủ đồng tử cũng như cả 10.000 đồng tử ngồi dọc cát ở bên bờ sông, nó mang một cái ý nghĩa rất là màu nhiệm. Hồi nãy thì tôi có nói thiện tài đồng tử đến nước Đệ Tam Nhãn, tức là Cao Đài Giáo. Rồi kế tiếp bây giờ á, thì lại đến cái quốc độ Danh Văn. Mà cái quốc độ Danh Văn này á, thì thấy tự tại chủ đồng tử và 10.000 đồng tử ngồi dọc cát ở bên bờ sông. Tôi cũng không giấu giếm gì quý vị, đó chính là Cao Đài Giáo. Mà tự tại chủ đồng tử cũng như cả 10.000 đồng tử ngồi dọc cát ở bên bờ sông là để nói lên á, các đồng tử mà trong đó có tự tại chủ đồng tử. Tự tại chủ đồng tử là vị đồng tử làm chủ, đã làm chủ được thân tâm của mình, cho nên mới đạt được cái sự tự tại. Và rồi cùng với 10.000 đồng tử ngồi dọc cát ở bên bờ sông. Quý vị Cao Đài Giáo, quý vị có biết dọc cát ở bên bờ sông là ý nghĩa gì không? Và quý vị ở các tôn giáo khác có hiểu được cái ý nghĩa của dọc cát bên bờ sông này là gì không? Là bởi vì á, Cao Đài Giáo á, cái lúc mà mới vừa khai mở cái đạo Cao Đài này á, thì Cao Đài Giáo sử dụng cái phương tiện cơ bút để mà thông công với thế giới vô hình, thế giới hư linh,
để mà tiếp nhận cái quyền linh, cái tiên thiên điển đó của các đấng thiên liêng đổ xuống cho đồng tử. Thì ở đây đó, buổi ban đầu thì họ thường hay có một cái mâm, rồi họ đổ cát hay là đổ một cái vật nào ở trên đó mà họ có thể dùng một cái que, dùng một cái bút bằng cây hay là cái bất cứ một cái phương tiện nào đó để mà vẽ lên trên cái mâm cát đó, hay là vẽ lên trên cái mâm gạo đó đó. Tóm lại là họ sử dụng những cái mâm mà có cái chất liệu đổ lên đó như thế nào đó, mà khi mà họ dùng một cái cây hay là cái que cũng như là cái ngọc cơ đó để đẩy lên trên đó, tạo ra một cái bóng dáng của cái chữ, để mà cái người độc giả họ nhìn vào cái bóng dáng của cái chữ trên cái mâm cát hay là mâm gạo hay là cái mâm gì đó để họ đọc. Đó là cái lối sử dụng gọi là cơ bút của Cao Đài Giáo. Dọc cát ở bên bờ sông, ở bên bờ sông là để nói lên á, bên đây bờ là bến mê. Bến mê thì có các đồng tử mới dùng cái phương cách để mà thông công với cõi giới vô hình. Thế giới vô hình đáp ứng lại bằng cách vẽ chữ lên trên cái mâm cát đó, để mà cho cái những chúng sinh Cao Đài Giáo mới nương vô đó mà học đạo qua cái thánh giáo được viết ra ở trên cái mâm cát đó. Đó thì cái bờ sông bên đây thì gọi là bến mê, mà nhờ đồng tử kết nối với lại thế giới vô hình đó, ứng hiện ra thánh giáo đó mà giúp đỡ cho người ta, giúp đỡ cho chúng sinh từ bến mê sang bờ giác, tức là bờ sông bên đây mà qua bên bờ sông bên kia đó, vậy đó, từ bến mê mà sang bờ giác đó. Quý vị thấy một cái sự bố cục rất là màu nhiệm. Cái bố cục thiện tài đồng tử từ nước Đệ Tam Nhãn, tức là Cao Đài Giáo đó, quý vị cũng hiểu thờ con mắt trái đó chính là muốn nói đến con mắt thứ ba, hay là mượn con mắt trái đó là để nói con mắt thứ ba đó, như hồi nãy tôi thuyết để cho quý vị nghe đó. Rồi một sự sắp xếp màu nhiệm là kế tiếp, đó là cái quốc độ danh văn mà sắp xếp một cách rất là màu nhiệm, là tự tại chủ đồng tử và cả 10.000 đồng tử ngồi dọc cát ở bên bờ sông. Dọc cát ở bên bờ sông tức là tiếp cơ á, cầm cái cơ bút á, để mà thông công với thế giới vô hình, tức là lập đàn cơ đó. Nhờ cái cách thông công đó mà thế giới vô hình mới giáng điển xuống để mà dạy đạo. Và cái đấng cao cả nhất trong Cao Đài Giáo chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế, là Cao Đài Tiên Ông. Mà đó giờ thì quý vị chỉ nghe Ngọc Hoàng Thượng Đế, Cao Đài Tiên Ông, chứ quý vị đâu có thấy được mặt mày của Ngọc Hoàng Thượng Đế, Cao Đài Tiên Ông đâu. Đó, quý vị chỉ nghe đến cái danh xưng của Ngài thôi. Cho nên gọi là nước danh văn, có nghĩa là nghe được cái tên. Danh là cái tên, văn là nghe, là cái quốc độ mà chỉ nghe được cái tên của vị giáo chủ, vị chủ của cái quốc độ đó, chứ còn không hề thấy dạng hình đó. Thì thiện tài đồng tử đi đến hai cái quốc độ đó, Cao Đài Giáo, và tiếp xúc với tự tại chủ đồng tử cũng như cả 10.000 đồng tử, là ý muốn nói là ông thiện tài đồng tử trên con đường tầm đạo đó có ghé vô trong Cao Đài Giáo và học đạo nữa Cao Đài Giáo. Ngoài ra thì còn những cái bậc thiện tri thức khác nữa, tới 53 bậc thiện tri thức mà. Nhưng mà tôi đưa ra hai cái quốc độ được tượng trưng cho hai vị thừa thiện tri thức mà trên con đường tầm đạo của thiện tài đồng tử đã gặp được, để cho quý vị có một cái ấn tượng. Ấn tượng là thiện tài đồng tử đã từng vào trong Cao Đài Giáo, học đạo nơi Cao Đài Giáo. Những cái vị thiện tri thức khác nữa tôi cũng sẽ lần lượt để dựng lên những cái video kế tiếp.